Giá heo hơi hôm nay 14 tháng 9 giảm nhẹ ở khu vực miền Bắc và miền Nam. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 55.000-59.000 đồng 1 kg giá heo hơi tại miền Bắc. Theo ghi nhận, giá heo hơi tại khu vực miền Bắc giảm 1.000 đồng 1 kg rải rác. Cụ thể, tỉnh Yên Bái đưa giá heo hơi về mức thấp nhất khu vực là 57.000 đồng 1 kg tương tự, các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Minh Bình và Tuyên Quang cùng điều chỉnh giao dịch xuống còn 58.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giao động trong khoảng 57.000, 59.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên, thị trường heo hơi miền Trung, Tây Nguyên không ghi nhận biến động mới về giá trong ngày hôm nay. Trong đó, heo hơi tại hai tỉnh Bình Định và Đắk Lắk đang được thu mua với giá thấp nhất là 55.000 đồng 1 kg. Dĩnh hơn một giá ở mức 56.000 đồng 1 kg gồm các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận. Thương lái tại các tỉnh còn lại giao dịch heo hơi với giá 57.000 đồng 1 kg. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 55.000, 57.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại miền Nam. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giảm 1.000 đồng 1 kg. Theo đó, tỉnh Trà Vinh điều chỉnh giảm 1.000 đồng 1 kg, hiện đang neo tại mức 56.000 đồng 1 kg. Ngoại trừ thành phố, Hồ Chí Minh đang thu mua heo hơi với giá 55.000 đồng 1 kg, các tỉnh thành còn lại duy trì giao dịch ổn định trong khoảng 56.000, 58.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay giao động trong khoảng 55.000, 58.000 đồng 1 kg. Giá thịt heo hôm nay 14 tháng 9 các doanh nghiệp tiếp tục giảm bán ra tại trang winmart.vn, giá thịt heo mát mít daily vẫn được giữ nguyên tại thời điểm khảo sát. Hiện, các sản phẩm thịt heo được bán với giá trong khoảng 92.720, 155.922 đồng 1 kg, trong đó các loại đang được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của Winmart. Trong đó,

Giá thịt heo tại công ty thực phẩm tư sống Hà Hiền cũng tiếp tục đứng yên tại thời điểm khảo sát. Hiện, các sản phẩm thịt heo được bán trong khoảng 63.000, .155 155.000 đồng một kg. Cụ thể, giá sản phẩm nạc vai heo thấp hơn giá nạc đùi heo chỉ 1.000 đồng một kg, ứng với mức 98.000 đồng một kg và 99.000 đồng một kg. Song song đó, giá thịt heo loại sườn già nhỉnh hơn giá ba rọi heo chỉ 2.000 đồng một kg lần lượt với mức 108.000 đồng 1 kg và 105.000 đồng 1 kg. Theo hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, giá thịt heo sỉ loại 1 ở mức 72.000, 73.000 đồng 1 kg, giá thịt giao dịch Bình Quân tại chợ từ 68.000, 70.000 đồng 1 kg, cuối phiên giá còn 53.000, 55.000 đồng 1 kg.